Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ 32 thường niên, ngày 11 tháng 11 năm 2021. Con được biết Chúa khi nghe cái đài, lòng Chúa thương xót. Con được biết Chúa, khi đến giao điểm tin mừng. Dù rằng đời con chưa một lần làm dấu thánh giá, dù rằng đời con chưa một lần biết đọc kinh. Chúa chưa lành cho con vì con biết tin tha. Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cầu nguyện cho con. Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ 32 thường niên, ngày 11 tháng 11 năm 2021. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ năm chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh Thể là bí tích của lòng thương xót. Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và cầu cho các bạn trẻ mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa, dấn thân phục vụ Chúa và giáo hội trong tư cách là những tu sĩ, những người dâng mình cho Chúa. Và cầu nguyện xin Chúa cất đi cơn đại dịch đang có nguy cơ bùng phát tại Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 32 thường niên. Bài đọc 1, 50 trong sách Khôn Ngoan, chương 7, câu 22 đến câu 80. Chương 7, câu 22 đến chương 8, câu 1. Bài trích sách Khôn Ngoan. Nơi Đức Khôn Ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất. Vì chuyển động của Đức Khôn Ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động. Do tính thuần khiết, Đức Khôn Ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài. Đức Khôn Ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển Đấng toàn năng, nên không thể vương một tùy ố. Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của Người. Dẫu chỉ một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự, luôn luôn bất biến. Đức Khôn Ngoan đổi mới được mọi loài từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của Người. Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trội vượt muôn tinh tú. So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa. Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lui bước, còn Đức Khôn Ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi. Từ chân trời này, Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa, lời Ngài bền vững đến muôn đời. Muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững đến ngàn đời. Trên cõi trời cao, lòng thành tin Chúa trải bao thế hệ. Ngài cùng cô đĩa cầu tồn tại mãi. Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay, vì muôn sự đều phục vụ Chúa.
Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường. Lạy Chúa, lời Ngài bền vững đến muôn đời. Xin Tòa Anh tôn nhan rạng ngời trên tôi tơ Chúa. Thánh Chí Ngài xin dạy bề tôi, ước gì con sông đề dâng lời ca tụng, cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 17 câu 20 đến câu 25. Luca 17 20 đến 25. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giêsu, bao giờ triều đại Thiên Chúa đến? Người trả lời, triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người thôi mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em, người ở kia kìa, hay người ở đây này, anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, thấy một đứa bé thông minh hoặc là thấy một con người lanh lợi, ta hay khen là người đó khôn ngoan. Nó bé vậy mà nó khôn ngoan lắm. Anh này anh khôn ngoan vô cùng. Thì đôi khi người ta cho rằng khôn ngoan là khôn nọ lõi, là khôn lanh. Bảo là khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Cái khôn lanh, khôn lõi của thế gian không phải là khôn ngoan mà trong bài đọc 150 trích sách khôn ngoan ở đây nói tới. Những người khôn ngoan bảo là này biết cách làm giàu, này biết cách chớp lấy thời cơ, này biết lợi dụng tình thế đang lúc mà người ta cần làm, cần đeo khẩu trang vì Covid, có nhiều người đầu cơ dốc vốn ra làm khẩu trang và thắng đậm. Có những người thì mua dụng cụ y tế, máy thở, đầu cơ, hoặc là có những người thậm chí là đầu cơ vaccine. Nhưng mà có nhiều người đã ra tòa, nhiều bác sĩ giám đốc bệnh viện ra tòa vì tội đầu cơ tích trữ trang thiết bị y tế, dụng cụ y khoa, thuốc men, nhập lậu rồi bán lậu rồi kiếm lời bỏ tiền. Nếu mà thắng lợi thì nói là này khôn ngoan thật, khéo. Khôn ngoan đồng nghĩa với khôn khéo, rồi khôn lanh, rồi khôn lõi. Mà nếu đi tù như ông giám đốc bệnh viện Bạch Mai hay là giám đốc bệnh viện mắt ở Sài Gòn, bệnh viện Mai Hà Nội, thì người ta đâu còn khen là khôn ngoan nữa, mà có khi lại cho là khờ, nghe lời xúi dạy, hoặc là mà tham quá rồi thấy tiền rồi mắt sáng lên rồi mờ hết con mắt lương tâm và làm những điều là không tốt tí nào, không được tí nào. Người bệnh người ta đau khổ như thế mà lại bóc lột trên xương máu của những người bệnh. Thuốc men nâng giá rồi dụng cụ y tế đều lên giá, chỉ có người bệnh là chịu mà thôi. Còn sự khôn ngoan ở đây là gì, thưa anh chị em và các bạn? Chúng ta tha thiết xin Chúa Thánh Thần, mình vẫn xin ơn khôn ngoan từ Chúa Thánh Thần, chứ không xin sự khôn ngoan của người thế gian, khôn lõi, khôn lanh, có khi là khôn vặt,
thằng này khôn vặt thế, chứ còn cái chuyện mà đàng hoàng hay là chuyện lớn lao nó làm không được, nó chỉ cái tài khôn vặt thôi. Hay là thằng này nó khôn lỏi lắm, lỏi tì lắm, nó khôn lanh lắm. Khôn lỏi đồng nghĩa với khôn lanh, rồi thì khôn khéo, ăn nói khôn khéo lắm, lúc nào cũng mềm dẻo, lúc nào cũng thưa thưa bẩm bẩm, chỉ để đánh lừa những người khờ dại hay là những người mà cứ dừng lại ở những cái hình thức bên ngoài thì dễ bị người ta đánh lừa bởi cái sự khôn khéo của người ta. Còn ở đây là đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự, quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất. Đó là những đặc tính của khôn ngoan khí Thiên Chúa, mà người ta đồng hóa là khôn ngoan đây là hình ảnh của một Thiên Chúa. Thiên Chúa là đứng thượng trí khôn ngoan. Đó, khôn ngoan của Thiên Chúa là những cái đặc tính này. Nếu mà con người chúng ta mà được khen là khôn ngoan là phải có được những đặc tính này mới gọi là khôn ngoan. Có những tính chất này mới gọi là khôn ngoan mà Thiên Chúa ban, khôn ngoan từ Thiên Chúa, chứ không phải là khôn ngoan theo kiểu thế gian. Thưa anh chị em, thấu suốt tâm can mọi điều, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, ai làm được cái đó? Chỉ có Thiên Chúa thôi. Đức khôn ngoan này là chính Thiên Chúa, là đứng mà thấu suốt tâm can của những người trong sạch. Chuyển động của đức khôn ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động. Do tính thuần khiết, đức khôn ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài. Đức khôn ngoan xuyên thấu mọi vật mọi loài. Đức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng và không thể vương một tỷ ấu. Con người có ai có đức khôn ngoan như thế không? Thưa anh chị em, không thể được, chỉ có Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa mới là đấng không thể vương một tỷ ấu, rực lên trong ngần vinh hiển đấng toàn năng và tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa. Và đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Mỗi người anh chị em mình xin cho được cái ơn khôn ngoan đó, xin cho được ơn khôn ngoan là xin cho mình là tấm gương trong, chứ không phải là mờ, là đục. Tấm gương trong ấy phản ánh hoạt động của Thiên Chúa. Mà hoạt động của Thiên Chúa là gì? Là tỏ ra lòng nhân hậu của người. Vậy thì mỗi người chúng ta cũng phải phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu và là tấm gương trong để mà phản ánh hoạt động của Thiên Chúa. Và nhất là mỗi người tha thiết nài xin Chúa cho mình được trở thành hình ảnh lòng nhân hậu của Thiên Chúa, hình ảnh lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Làm sao mà qua cách ăn nết ở, qua cách sống của mình, người ta nhận ra rằng hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình? Vì cách sống của mình phản ảnh được lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Dẫu chỉ một mình, đức khôn ngoan vẫn có thể làm được mọi sự. Dẫu chỉ một mình, đức khôn ngoan vẫn có thể làm được mọi sự. Còn ai ngoài Thiên Chúa có thể làm được mọi sự nữa? Và luôn luôn bất biến, không thay đổi, không có sáng nắng chiều mưa, không có như bông hoa sớm nở chiều tàn, mà đức khôn ngoan ấy phản ảnh lòng nhân hậu của Thiên Chúa, dầu chỉ có mình mà vẫn có thể làm được mọi sự và luôn luôn bất biến. Đức khôn ngoan đổi mới được muôn loài. Ai có thể đổi mới được con người ngoại trừ Thiên Chúa?
Và Đức Giêsu Kitô đã đến để đổi mới nhân loại này, cho con người chuộc lại lỗi lầm của mình, sửa sai bằng cách Ngài chấp nhận cái chết đau thương tủi nhục trên thập giá. Và từ thế hệ này qua thế hệ khác, Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của Người. Thưa anh chị em, Thiên Chúa ngự trong tâm hồn mình và làm cho mình trở thành bạn hữu của Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu Kitô, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa, ngự trong tâm hồn mình và làm cho mình được nên thánh thiện, làm cho mình trở thành bạn hữu của Thiên Chúa. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, sai các con đi và sinh hoa trái. Và ai tuân giữ giới răn của Thầy thì không còn là tôi tớ mà là bạn hữu. Thầy gọi các con là bạn hữu vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Bạn hữu, bạn thân đây mới có thể hiểu biết công việc của bạn mình làm như thế nào. Cho nên mình được gọi là bạn hữu của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Nhờ Đức Giêsu Kitô mà chúng ta trở thành con Thiên Chúa, mà đây còn nói rõ mạnh hơn là bạn của Thiên Chúa, trở nên ngôn sứ của Người. Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trội vượt muôn tinh tú. So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa. Rồi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lùi bước, còn Đức Khôn Ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi. Không gian tà nào thắng nổi Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa, sự công minh chính trực của Ngài. Từ chân trời này, Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân kia, chân trời kia cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Trước màn đêm, ánh sáng đành phải lùi bước. Ánh sáng và bóng tối cuộc chiến, mà trước màn đêm thì ánh sáng lùi bước để cho màn đêm nó bao phủ hết. Vì ánh sáng không đủ lực mạnh, không đủ sức để mà chống lại bóng đêm, nó dày đặc, nó bao phủ. Ánh sáng phải lùi bước, nhưng mà với Đức Khôn Ngoan, quyền năng của Đấng giàu lòng thương xót thì không gian tà nào thắng nổi. Không một gian tà nào có thể thắng nổi nếu Chúa không cho phép. Chúa cho phép đôi khi những sự dữ gian tà thắng, ánh sáng không chống nổi, bóng tối bao phủ. Và con người cảm thấy vô vọng, cảm thấy lo sợ, hoảng hốt trước cái bóng tối phủ lấp hết tất cả. Nhưng Đức Khôn Ngoan thì không gian tà nào thắng nổi. Không có gian tà nào thắng nổi. Như Chúa Giêsu đã nói với Thánh nữ Faustina là: ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta bảo vệ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được. Có thể kẻ thù gây khó khăn khó dễ cho ta, nhưng mà không làm hại được ta. Ở đây không có sự gian tà nào mà thắng nổi được Đức Khôn Ngoan, thưa anh chị em. Từ chân trời này, Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời kia và cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Thiên Chúa cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Nếu con người chân nhận Chúa là Đấng đầy quyền năng, giàu lòng thương xót, là Vua bình an, là nguồn gốc của sự khôn ngoan, và con người múc lấy, kín lấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà đối đãi, mà cư xử với nhau, thì lúc đó con người trở thành bạn hữu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu chuộng và sống chung với những người như vậy. Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời này, từ chân trời này tới chân trời kia và cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Đức Giêsu Kitô đã đến. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã đến và phá tan bóng tối. Ngài nói: ta là ánh sáng đến trong thế gian. Ai theo ta không còn bước đi trong bóng tối, nhưng bước đi trong ánh sáng. Ai tin vào ta sẽ không phải chết, không phải hư mất đời đời. Chúa Giêsu là ánh sáng đến trần gian, phá tan điểm tối. Ta có đón nhận cái ánh sáng đó không? Đức Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ta có đón nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa hay không? Ta có xử sự với nhau theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa ban cho mình, hay là theo sự khôn ngoan tự nhiên của con người,
toàn tính lợi lộc và chỉ quan hệ với những ai, những gì có lợi cho mình mà thôi. Sự khôn ngoan đó là sự khôn ngoan của thế gian. Còn sự khôn ngoan của Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô, mà người ta hỏi rằng là vậy thì triều đại Thiên Chúa bao giờ mới đến? Người ta lúc nào cũng có cái thắc mắc là khi nào tận thế đến? Khi nào là ngày quang lâm? Chúa nói là Chúa sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang của Ngài. Thì khi nào? Chuyện nó xảy ra như thế nào và lúc nào? Chúa Giêsu trả lời ngay là triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. Và người ta sẽ không thể nói là ở chỗ này hay ở chỗ kia, mà triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông là sao? Là Đức Giêsu Kitô đến khai mở nước Thiên Chúa. Đức Giêsu thiết lập nước Thiên Chúa ở trần gian này cho những con người tin vào Chúa, và Ngài đang ở giữa chúng ta. Nước Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô đang đến, đã đến, đang hiện diện giữa chúng ta đây. Và sự hiện diện của Đức Giêsu là dấu chỉ nước Thiên Chúa, triều đại Thiên Chúa đang đến rồi, mà đang ở giữa mình, đứng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đấng nhiều lòng thương xót đang ở giữa chúng ta. Đấng nhiều lòng thương xót đang đến để kêu gọi mọi người quay trở về với lòng thương xót của Chúa để được cứu độ. Mà con người ta thì vốn hiếu kỳ, nghe nói như vậy thì là hỏi ngay ở chỗ này, triều đại Thiên Chúa vậy khi nào và lúc nào? Luôn luôn là khi nào, lúc nào, ở đâu, cách nào? Có người ta cứ thắc mắc về những cái đó, cho nên dễ bị người ta đánh lừa là sẽ đến thời mà người ta bảo anh em rằng là người ở kia kìa hay người ở đây này. Tính tò mò con người ta muốn biết ở đâu, muốn biết khi nào và muốn biết như thế nào. How, where and when. Như thế nào? How, where, ở đâu, when, khi nào, lúc nào. Người ở kia kia hay người ở chỗ này này, đừng đi và đừng chạy theo. Đừng đi và đừng chạy theo những phong trào, những lời đồn thổi, những dấu lạ này, dấu lạ kia. Đừng đi và đừng chạy theo vì muốn đến để coi Chúa đến, muốn đến để coi triều đại của Chúa như thế nào. Vì ánh chớp trôi loài chiếu từ phương trời này sang phiên trời kia nhanh như thế nào, ánh chớp thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Con người cũng như vậy trong ngày của người, trong ngày cánh chung, ngày tận thế. Thì con người viết hoa ấy sẽ đón tiếp chúng ta. Con người viết hoa ấy sẽ đến giữa chúng ta. Và đó là thời của sự công thẳng, hết thời của lòng thương xót, và đến ngày, đến giờ, đến buổi là giờ của sự công thẳng. Mà con người ta muốn được Chúa tha thứ, muốn được Chúa cứu chữa, muốn được cứu vớt thì phải chấp nhận qua đau khổ mới đến vinh quang. Như Đức Giêsu nói, trước đó người chính là chính mình, chính Đức Giêsu phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Bị đau khổ và bị loại bỏ. Sự khôn ngoan triều đại Thiên Chúa là chính Đức Giêsu đến trần gian này thì lại bị chính thế hệ này loại bỏ và làm cho Ngài chịu đau khổ. Đau khổ rất nhiều. Vậy thì những người mà đi theo con đường lòng thương xót Chúa, chúng ta cũng phải phó thác vào Chúa, là không chạy theo phong trào, không chạy theo lời đồn, không chạy theo dư luận. Mình biết cái nào là đúng, biết cái nào là sai. Cần sự khôn ngoan của Thiên Chúa giúp mình phân biệt cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là bóng tối, cái nào là ánh sáng. Con người của mình, trí khôn của mình không đủ khôn ngoan để nhận biết cái thật, cái giả, cái đục, cái trong, cái lành, cái dữ, cái thiện, cái ác.
đôi khi nó bọc với cái lớp vỏ, tưởng rằng thánh thiện nhưng mà kinh lắm ông ơi, khiếp lắm, chỉ được cái miệng thôi, kinh sách thì to lắm mà cãi nhau cũng không ai bằng đâu. Vẫn lỗi đức bác ái, nhất là lỗi đức công bằng liên tục đấy. Thế thì nếu mà chúng ta muốn được cứu độ, là tông đồ của lòng thương xót Chúa, thì mình phải đi vào con đường lòng thương xót Chúa, là con đường phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ, như chính Đức Giêsu. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa, triều đại của Thiên Chúa là chính Đức Giêsu đến thì bị người ta loại bỏ và phải trải qua rất nhiều đau khổ. Vậy thì những người đi theo Chúa Giêsu, môn đệ không thể hơn thầy được, tớ học trò không thể hơn thầy được. Thế thì thầy của mình, Chúa Giêsu nói, họ đã đối xử với thầy của các con là ta đây như thế, thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Cho nên nếu mình được sự khôn ngoan của Chúa để nhận biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả. Bây giờ vàng thau lẫn lộn lắm. Bây giờ ai cũng xưng là tôi thấy Chúa ở chỗ này, tôi thấy Đức Mẹ ở chỗ kia, rồi mình cứ đi chạy theo để coi Chúa với Đức Mẹ ở đâu, ở đâu, ở đâu. Mà quên điều Chúa nói rằng là triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông, ở trong lòng các ông, ở ngay trong trái tim của các ông. Chứ không phải ở chỗ này, ở chỗ nọ, ở chỗ kia mà đi tìm làm cái gì, đi điều tra làm cái gì. Mà nước Thiên Chúa đang ở giữa, chính Chúa Giêsu đang ở giữa mình và Chúa Giêsu đang ở trong trái tim của mình. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Hãy đến ở lại trong tình yêu của Thầy, ở lại trong tình yêu của Chúa, là riêng mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa và nhận biết còn có Chúa đang ở với mình, đang ở giữa mình, ở với mình. Cho nên cùng với mình Chúa chịu đau khổ, cùng với mình Chúa gánh vác tất cả những đau thương của trần gian, những oan khiên, oan trái, oan ức. Chúa cùng chịu với mình, ở giữa mình mà. Và Chúa thấu hiểu lòng của mình. Mình bị oan ức ư, mình bị coi thường ư, mình bị coi rẻ ư, mình bị nghi ngờ ư, thì có Chúa hiểu mà, có Chúa thông cảm mà, có Chúa thấy rõ mà. Cho dù người ta có chê cười, cho dù người ta có nói đen thành trắng, trắng thành đen, hay là uốn cong uốn gì đi nữa, thì có Chúa hiểu mình, có Chúa ở với mình. Còn gì nữa mà phải bối rối lo lắng đi tìm ở đâu, chạy chỗ này chạy chỗ kia, chạy chỗ này chạy chỗ kia làm cái gì? Thế anh chị em rồi dẫm đạp lên nhau, rồi có khi chết nữa. Còn đây mình biết rằng là phải trải qua đau khổ, loại trừ mới đến được vinh quang. Và ngày cánh chung, ngày Chúa đến trong vinh quang của Ngài, thì cái ngày đó không ai biết được. Ngày đó hoàn toàn bất ngờ. Vậy thì mình đừng có hỏi là khi nào và lúc nào và ở đâu. Nhưng mà điều quan trọng là lúc nào tôi cũng sẵn sàng, bất cứ ở đâu. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng, bất cứ ở đâu. Khi nào tôi cũng sẵn sàng, bất cứ chỗ nào. Đó, thái độ của người tin thác vào lòng thương xót Chúa, tông đồ của lòng thương xót Chúa là Chúa đang ở với tôi, ở giữa tôi đây. Cho nên chuyện mà Chúa cho nó xảy đến, ở chỗ này hay ở chỗ kia, cách này hay cách khác, đó là quyền toàn năng của Chúa. Tôi không có chạy theo chỗ này, chạy theo chỗ nọ, theo chỗ kia, cứ tò mò thấy cái chỗ này đồn, thấy chỗ kia đồn, thấy chỗ kia đồn. Mà hãy xác tín được rằng là tâm hồn tôi, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông, Chúa đang ở trong tôi, trở thành bạn hữu của Chúa. Mà tôi có rước Chúa vào trong lòng, tôi có đón Chúa vào trong lòng và có đối xử với Chúa như là một người bạn hữu, người bạn thân tình hay không. Xin Chúa cho mỗi người được ơn khôn ngoan của Chúa để nhận biết sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình, dưới bất cứ hình thức nào, dưới bất cứ cách thức nào, ở đâu, lúc nào, luôn luôn xác tín rằng có Chúa đang hiện diện với mình, có Chúa đang ở giữa mình. Và xin Chúa ban cho sự khôn ngoan của Chúa để biết cách ứng xử, để biết cách xử sự như là những người con cái của Chúa, những người đi trong ánh sáng. Ta thành lặng cầu nguyện cho những người đang bối rối, hoang mang, lo lắng,
đi tìm những dấu lạ cho họ xác tín vào Chúa. Không phải đi tìm kiếm ở đâu mà Chúa đang ở trong trái tim riêng mình và đại dương lòng thương xót Chúa, để ký múc lấy sự khôn ngoan từ Chúa mà xử sự với nhau như những người con của Chúa, tông đồ của lòng Chúa thương xót. Chúng ta cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng để đón Chúa vào trong tâm hồn mình. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Con cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con tìm đến Chúa, nay con đã hiểu lòng Chúa thương xót. Ai cầu xin Chúa, thành tâm sẽ được chữa lành. Dù rằng người xin không cùng một tín ngưỡng công giáo, dù rằng người xin chưa thuộc được hết lời kinh. Chúa chữa lành cho con vì con biết tin thắng. Chúa chữa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Công đoàn lòng Chúa thương xót. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 11 tháng 11, Thánh Martino thành tua. Ông mẹ một màu ngát xanh như mây trời che cơn nắng hạ. Ông mẹ một màu ngát xanh cho đời con thêm hy vọng sống. Ông mẹ mở rộng thánh thương cho đoàn con qua cơn giá lạnh. Ông mẹ như dòng sông xanh đưa đoàn con xuôi bên về nguồn. Dưới ông mẹ đoàn con dâng lời ca tụng. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 11 tháng 11, Thánh Martino thành tua.
Chúng ta được biết Thánh Martino nhờ Sulpicio Severe, thân hữu và nhà chấp sự của ngài. Nhiều phép lạ động trời ông kể lại, tuy khó tin nhưng đầy sống động và xác tín, khiến các phép lạ chỉ còn khó tin đối với những ai chối bỏ thế giới thiêng liêng. Một cách chính yếu, chúng ta có thể tin vào Sulpicia được. Martino sinh ra khoảng năm 316 ở Sabaria, miền Pannonia, nay là Hungary. Là con của một sĩ quan, cha mẹ của cậu đều là lương dân. Nhưng chính Martino lại mến mộ đạo Chúa. Cho nên khi lớn lên, cậu đã ghi tên vào sổ dự tòng ở một họ đạo gần đó. Mặc dù gia đình chống đối mãnh liệt, năm lên 15 tuổi, bị bắt quân dịch, Martino bị sung vào đạo binh Roma và phục vụ tại xứ Gaulle là nước Pháp ngày nay. Đây là nơi sau này Martino sẽ rao giảng tin mừng. Sống trong quân ngũ, Martino phải gần gũi với đủ loại người, đủ hạng người. Phần đông họ là những thanh niên ham vui, chơi bời phóng đãng, rượu chè be bét. Nhưng Martino tin vào Chúa Kitô nên sống như là một Kitô hữu. Cậu không theo họ mà còn làm gương tốt cho họ, có dịp khuyên bảo họ theo đường ngay nẻo chính. Đặc biệt, Martino rất có lòng bác ái, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Martino phân phát một phần tiền lương cho người nghèo và có những hành vi bác ái ít gặp thấy. Chẳng hạn đảo ngược vai trò để đánh giày cho người hầu. Ở cửa thành Amiens, một ngày mùa đông, chàng hiệp sĩ trẻ tuổi gặp người ăn xin dường như trần truồng. Nhớ lại lời Chúa nói, ta trần trụi các ngươi đã cho mặc. Martino đến gần người đó và nói, tôi không có tiền bạc, nhưng chỉ có áo quần và khí giới. Rồi rút kiếm, Martino xẻ đôi chiếc áo cho người ăn xin. Câu chuyện kết thúc với giấc mơ trong đó, Martino thấy Chúa Kitô hiện ra, mặc nửa chiếc áo và nói với các thiên thần, đây là chiếc áo Martino đã cho ta. Sau đó ít lâu, vào khoảng 20 tuổi, Martino lãnh nhận phép rửa tội, nhưng vẫn miễn cưỡng ở lại trong quân đội. 2 năm sau, khi quân rợ xâm lăng Gaul, Martino xin cấp trên, có lẽ là Constantino, để được từ nhiệm. Tôi là binh sĩ Chúa Kitô, thật sai phép nếu tôi phải phục vụ trong quân ngũ. Bị coi là hèn nhát, ngày bị giải giáp trong hàng tiền quân tại chiến địa, có lẽ năm 339. Trở về gia đình, Martino ao ước cho cha mẹ cũng được trở lại đạo như mình. Danh tiếng của Thánh Hilario, giám mục Poitiers, đã thu hút Martino trở thành môn đệ của ngài. Nhưng ao ước cho cha mẹ trở lại đạo, Martino trở về sinh quán tại Pannonia. Khi qua núi Alpe, ngài bị bọn cướp vây bắt. Martino đã nói với người sắp dùng búa để giết ngài rằng, một Kitô hữu không sợ gì, nhưng chính anh phải sợ tất cả. Anh sẽ trả lời thế nào với Chúa khi phải trả lẽ cho đời sống đầy tội ác của anh? Martino được tên cướp phóng thích và đưa hắn trở về với Chúa. Tương truyền rằng, bên ngoài Milan, Martino gặp quỷ và Satan tuyên cáo rằng, đi đâu mày cũng sẽ phải gặp tao. Đáp lại, Martino hứa hẹn với quỷ một cuộc chiến cam go. Cả hai bên đều phải giữ lời hứa. Martino được hạnh phúc thấy mẹ trở lại, nhưng người cha không muốn nghe gì hết. Ngài bị bắt bớ và bị người đồng hương đánh đòn. Thánh Martino đi Gaul. Nhưng ngài biết rằng Thánh Hilario đã bị những người theo Kitô giáo bắt đi đày. Năm 351, Martino rút vào một tu viện gần Milan.
nhưng bị những người theo lạc giáo săn đuổi và chạy ẩn vào một hoang đảo gần Gen, sống bằng cây cỏ. Ngày kia, Ngài bị trúng độc và dường như sắp chết đến nơi. Theo thói quen, Ngài chống lại bệnh tật bằng lời cầu nguyện và cơn bệnh biến mất. Ngài gặp lại Thánh Hilario trên đường lưu đày trở về và xây dựng ở Luynier gần Poitiers, một nơi ẩn tu mà chẳng bao lâu đã trở thành cộng đoàn của các nhà ẩn tu. Đây là tu viện đầu tiên ở xứ Gaulle, nước Pháp. Lòng đạo đức thánh thiện của thánh nhân ngày càng triền nở sâu đậm. Cầu nguyện, hãm mình ép sát hàng ngày là lẽ sống của Ngài. Vì danh tiếng và sự thánh thiện, Ngài được chọn làm giám mục thành tua. Nhưng để được đưa Ngài ra khỏi tu viện, người ta phải kiếm cớ là có bệnh nhân ở Tours cần được chữa lành. Thầy dòng Martino vội vã ra đi, nhưng chỉ gặp một số giám mục đến tấn phong cho Ngài ngày 4 tháng 7 năm 371. Những người quý phái và lãnh chúa chống lại quyết định này. Họ cho rằng đây là một người ăn mặc bẩn thỉu và đầu tóc rối bù. Vị tân giám mục vẫn giữ được chiếc áo len thô, ngai tòa là một chiếc ghế đầu bằng gỗ. Ngai tòa giám mục của Ngài là một chiếc ghế đầu bằng gỗ mà Ngài vẫn mặc chiếc áo len thô. Càng nặng trách nhiệm thì Martino càng cảm thấy cần phải hồi tâm. Ngài lập tu viện Marmoutier với chủng viện và nhà trường. Các linh mục được đào tạo tại đó để nâng hàng giáo sĩ buông thả lên. Marmoutier là tiền thân của trường công lập đầu tiên, là mẹ của Đại học Paris. Công cuộc truyền giáo của Thánh Martino mở rộng khác thường. Đời sống luân lý của dân quê thật lộn xộn, có những kỳ túi hợp nhau với lương dân, tập học quanh những dòng nước, những cây cổ thụ để mừng kính thần Jupiter. Vị giám mục truyền giáo không dừng lại ở giáo phận của Ngài, nhưng đi khắp nơi tìm kiếm các linh hồn. Ở mỗi xà huyệt của ngũ tượng, Martino dừng lại giảng dạy, cải hóa, thay thế đền miếu bằng một thánh đường và đặt linh mục xuất thân ở Marmoutier để dẫn dắt. Thế là một giáo sứ thành hình. Thiên Chúa luôn giúp đỡ Ngài. Ở Ambroise có một ngôi đền thờ vĩ đại, thờ thần Max. Không ai dám nghĩ đến việc phá đổ. Martino cầu nguyện suốt đêm. Hôm sau, một cơn bão lớn nổi lên phá đổ ngẫu tượng. Một nhà thờ được dựng lên, và thế là giáo sứ Ambroise được thành lập. Trong một thị trấn nhỏ, vị tông đồ truyền chặt bỏ cây cổ thụ được thần thánh hóa. Những người thờ ngẫu tượng nói, nếu Thiên Chúa ông thờ quyền phép như ông nói, ông hãy nằm dưới chỗ cây đổ xuống. Nếu ông thoát nạn, chúng tôi sẽ tin Thiên Chúa. Martino nhận lời. Cây bị đốn lung lay ngã xuống đất, sắp nghiền nát đức giám mục. Nhưng Ngài bình tĩnh làm dấu thánh giá, và cây bỗng đổ ngược về phía đối diện. Ở Apris, Ngài chữa lành một người cùi. Ở Treves, Ngài làm phép dầu để chữa lành một cô bé bất toại trên đường về. Ngài phục sinh đứa con duy nhất của một phụ nữ, và toàn dân hò vang niềm tin vào Thiên Chúa. Tới gần Văn Đùm, tái diễn phép lạ. Sau bài giảng làm động lương tâm người nghe, một phụ nữ đưa tới cho Ngài một em bé đã chết. Quỳ xuống cầu nguyện, Ngài trả đứa bé sống lại cho mẹ nó. Đây là giai thoại đẹp về chiếc áo Thánh Martino mặc biến thành áo choàng sáng láng. Các vua chúa nhận lời thề của các chư hầu trên áo choàng Thánh Martino này. Và người ta có lẽ hay gọi nơi giữ áo choàng này là nguyện đường. Es, nơi Charlemagne ở trở thành E-la-Champagne, và tên Champagne này lan rộng để chỉ mọi nơi người ta đến cầu nguyện. Chapin. Trong suốt thời gian làm giám mục,
Martino luôn nhiệt thành chăm sóc đoàn chiên, củng cố hàng giáo sĩ, chỉnh đốn các tu viện. Năm 375, chính ngài lập thêm tu viện ở gần sông Loa là trung tâm văn hóa và truyền giáo của ngài. Có thể nói, Thánh Martino là một giám mục truyền giáo. Thánh nhân rảo khắp các làng mạc thành thị rao giảng đạo Chúa. Ngài đến hầu hết các nơi trong xứ Gôn ở nước Pháp, không một làng nào thánh nhân đi qua mà thành đó lại không được ngài loan báo tin mừng nước trời. Và ngài đã đem được nhiều linh hồn về cho Chúa. Tới 80 tuổi, Thánh Martino vẫn truyền giáo không mệt mỏi. Ngài còn chuộc các tù nhân, tham dự các công đồng. Ngài chỉ nghỉ ngơi đôi chút cùng các tu sĩ của mình ở Marmoutier, để lại ra đi bằng bất cứ phương tiện nào dùng được cho việc truyền giáo. Trong một sứ vụ cuối tại địa phận, thấy cái chết tới gần, Thánh Martino báo cho môn đệ biết, nhưng vẫn dâng lao lực của mình cho Chúa. Lạy Chúa, nếu dân Chúa còn cần đến con không từ chối đau khổ, và công việc nào nguyện cho ý Chúa được thể hiện. Thánh Martino thấy trước cái chết của mình từ lâu. Ngài nói với anh em rằng, ngày thân xác mình phải tiêu tan đã gần. Bây giờ, có việc phải đi thăm giáo phận Công Đăng Si. Hàng giáo sĩ ở đó bất thuận với nhau. Ngài biết giờ chết của mình, nhưng vì muốn tái lập sự hòa thuận nên ngài cương quyết lên đường, hy vọng tái lập sự bình an cho hội thánh. Vậy sau một thời gian ở lại thị trấn đó, đúng hơn là nơi giáo phận mà ngài đã đến, ngài đã hòa giải được các giáo sĩ với nhau. Và khi định trở lại tu viện thì bỗng nhiên ngài thấy mình không còn đủ sức nữa. Người liền gọi anh em đến và cho biết ngài đến giờ rồi. Ôi, con người tuyệt vời không chịu khuất phục trước lao nhọc, và cũng không khuất phục trước cái chết, không để mình nghiêng ngả bên nào. Không sợ chết thì không ngại sống. Ánh mắt và đôi tay ngài luôn hướng về Thiên Chúa, không để tinh thần bất khuất mình ngơi cầu nguyện. Nằm trên đống tro như ngài muốn, thân thể lên cơn sốt, Đức Giám Mục vẫn đưa tay ngước mắt lên trời. Các tu sĩ xin ngài xuôi tay. Ngài nói, các anh để tôi nhìn trời hơn là nhìn thế gian, để hồn tôi theo đường ngay mà tới Chúa. Quỷ dữ tấn công ngài nhiều lần chót. Người ta nghe tiếng người hấp hối nói, đồ súc vật độc ác, mày làm gì ở đó? Mày không tìm được nơi tao điều kiện gì đâu. Đồ bị trục dữ. Chính lòng Abraham sẽ đón nhận tao. Đó là những lời sau cùng trước khi ngài chết vào ngày 8 tháng 11 năm 379. Ba ngày sau được mai táng ở Tours. Martino là vị thánh đầu tiên không phải là từ đạo hay lừng danh vì cuộc từ đạo. Mộ của ngài ở Tours là thành trì vững chắc chống lại quân Man Di. Toàn dân Pháp và các vị thánh của nước này suốt nhiều thế kỷ vẫn hành hương để khẩn cầu vị cải hóa Gôn che chở. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc đời của Thánh Martino là giám mục truyền giáo, luôn luôn nghĩ đến việc phải loan báo tin mừng bằng chính cuộc sống của mình cùng với lời rao giảng. Tới 80 tuổi mà vẫn truyền giáo không mệt mỏi, còn đi chuộc các tù nhân, rồi tham dự các công đồng, rồi đi lại bất cứ bằng phương tiện nào, miễn là đi lại được để cho việc truyền giáo. Khi thấy cái chết đã gần, Thánh Martino báo cho môn đệ biết, nhưng vẫn dâng lao lực của mình cho Chúa. Lạy Chúa, nếu dân Chúa còn cần đến con không từ chối đau khổ, và công việc nào nguyện cho ý Chúa được thể hiện. Xin Chúa cho mỗi người tông đồ của lòng Chúa thương xót cũng được lòng hăng say loan truyền lòng Chúa thương xót như Thánh Martino, dù 80 tuổi vẫn không mệt mỏi đi loan truyền tin mừng, đi chuộc các tù nhân, rồi tham dự các công đồng, rồi dùng bất cứ phương tiện nào để truyền giáo,
Thì ngày hôm nay, những người đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa cũng vậy. Dùng bất cứ phương tiện nào, bất cứ phương tiện truyền thông nào, mass media, để loan báo tin mừng, để cho những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa được nghe, được hiểu, được nhận biết. Và họ tin qua những lời chứng, qua cuộc sống chứng tá, qua những điểm thiêng dấu lạ mà Chúa làm. Mà chỉ những người nào mà không tin vào sự thiêng liêng thần linh thì mới không tin, không nhận những phép lạ nơi quyền năng lòng thương xót Chúa vẫn đang thực hiện ngày hôm nay. Để củng cố lời rao giảng, như Chúa nói, Ngài củng cố lời rao giảng của các tông đồ bằng những phép lạ đi kèm. Qua các phép lạ, qua những dấu lạ cả thế ấy, người ta tin nhận vào Thiên Chúa. Và khi người ta tin nhận vào Thiên Chúa, người ta để Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Lúc đó không phải chỉ dừng lại ở những phép lạ nữa, mà phép lạ lớn nhất là phép lạ Chúa biến đổi tâm hồn của họ. Đang từ người cứng tin, người không tin, rồi người tò mò, người muốn tìm hiểu, để trở thành một người xác tín và quyền năng lòng thương xót Chúa và mạnh dạn ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi nào, khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện. Amen. Một màu ngát xanh như mây trời che cơn nắng hạ. Ông mẹ một màu ngát xanh cho đời con thêm hy vọng sống. Áo mẹ mở rộng thênh thang che đoàn con qua cơn giá lạnh. Áo mẹ như dòng sông xanh đưa đoàn con xuôi bến về nguồn. Dưới áo mẹ đoàn con dâng lời ca tụng. Dừng mừng cuối tự tin dưới ông mẹ đoàn con hân hoan sống vui bằng câu kinh mùa vui mùa sáng mùa thương. Sống đúng, sống đẹp. Thứ năm 11 tháng 11 2021. Chuyện xưa tích cũ, sự tích vành khăn xô. Mẹ ơi, tâm hồn con đầy sao xuyến mỗi khi chiều rơi. Tim con rung động vì sự cô đơn, con nát tan vì sự lạnh lùng và cô liêu. Mẹ ơi, tâm hồn con đầy xa đắm muôn lớp tội giăng kín tâm hồn, xin mẹ thương thương con nhiều. Mẹ là sao dẫn trên đường trần đầy trông gai qua cơn mưa nhiều gian dối. Mẹ là sao dẫn đường đưa con đến quê trời nơi hiền hàn đầy an vui trong yêu thương đầy tin yêu đời đời. Sống đúng, sống đẹp. Thứ năm 11 tháng 11 2021. Chuyện xưa tích cũ, sự tích
vành khăn xô. Thưa anh chị em và các bạn, đối với Phật giáo, tháng 7 âm lịch là mùa Vu Lan, hay còn gọi là tháng Vu Lan báo hiếu. Thì đối với người Công giáo, tháng 11 hàng năm cũng chính là mùa báo hiếu. Tháng 11, tháng cầu cho các tín hữu qua đời. Trong suốt tháng 11, không chỉ là dịp để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi luyện ngục, Giáo hội Công giáo còn mời gọi các tín hữu của mình nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên, bên cạnh những người con luôn sống tinh thần hiếu thảo với cha mẹ khi còn sống, cũng như lúc qua đời, vẫn còn đâu đó những người con chỉ mang lại cho các đấng sinh thành sự buồn bực, âu lo, giận hờn và tiếc nuối. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Sự tích vành khăn xô. Ngày xưa có hai vợ chồng phú hộ nọ sinh được 5 người con. Tuy tất cả đều là con gái, 5 người con ấy là con gái, nhưng vợ chồng phú hộ lại rất yêu thương chiều chuộng các con. Hễ các con muốn gì, họ đều chiều hết, chẳng nỡ từ chối con của mình bất cứ thứ gì bao giờ. Lần lượt, 5 cô gái lớn lên, lấy chồng và dọn ra ở riêng. Vì cô nào cũng lấy chồng xa, ít có dịp về thăm cha mẹ. Cho nên sau khi cô Út lấy chồng được ít lâu, hai ông bà phú hộ thấy nhớ các con quá. Họ tính chuyện chia nhau đi thăm các con. Một hôm bà nói với ông: "Ông à, sắp tới ông chịu khó trông nhà cho tôi đi thăm chúng nó một lượt. Sau đó tôi lại về rồi trông nhà cho ông đi, ông nhé." Phải đó, nhưng bà đi nhanh về sớm, đừng bắt tôi phải đợi lâu nha bà.
bà đi nhanh về sớm nha. Ông ơi, không được đâu. Tôi tính ở lại với mỗi đứa ít nhất cũng phải một tháng. Mình có 5 đứa con, vị chi là mất 5 tháng rồi. Rồi còn đi đường tổng cộng độ vài 30 ngày. Như vậy cũng phải mất ngót nửa năm đâu ông ạ. Ông chịu khó ở nhà nửa năm coi nhà nha. Thôi, thôi được. Bà nó đi đi. Bà nhớ đừng để cho đứa nào quấn quýt quá, rồi ăn nằm dâm ở về làm tôi phải trông đợi nha, bà nha. Rồi sau đó, bà Phú Hộ cùng cô người hầu lên đường. Thế nhưng, bà mới chỉ đi được có vài tháng, ông Phú Hộ đã thấy bà trở về, vẻ mặt buồn so. Ông liền hỏi: Bà ơi, căn cớ làm sao mà bà về nhanh như vậy? Có gặp điều gì bất trắc dọc đường hay không mà vẻ mặt của bà không được vui vậy hả bà? Bà nói cho tôi nghe coi. Ôi dạ ơi, chẳng có gì hết. Tôi vẫn bình yên thôi. Chúng nó cũng đều khỏe mạnh. Tôi về sớm là vì tôi không muốn để ông phải trông. Hay là ông cứ đi một lần cho biết. Đi rồi biết thôi mà. Có gì đâu phải hỏi. Thấy bà nói úp úp mở mở, ông Phú Hộ chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Cuối cùng, ông cũng sắm sửa hành lý lên đường đi thăm các con. Ông ghé nhà người con thứ nhất, chàng rể đón tiếp ông niềm nở, làm ông rất hài lòng. Nhưng cô con gái thì lại không được như vậy. Nó cũng chuyện trò giả lả được ít câu, rồi lại quay vào công việc. Nhà các chàng rể của ông phần nhiều đều thuộc vào hạng khá giả, không thua kém gì nhà ông. Cho nên con gái của ông còn mãi trông nom kẻ ăn người ở, không lúc nào rảnh rỗi. Đến khi chồng nó ra đồng trông cày, coi cấy, thì con gái ông lại phải trông coi việc bếp núc, lúi húi suốt buổi. Cha con chẳng có mấy dịp chuyện trò với nhau. Ông Phú Hộ cứ một mình lủi thủi. Mãi đến gần trưa, ông thấy bụng đói cồn cào. Nhưng con gái của ông cứ loay hoay với công việc, chẳng chịu dọn cơm cho ăn. Ông định bỏ nó cho mình ăn trước như khi còn ở nhà. Nhưng rồi lại nghĩ thầm: để xem nó đối đãi với cha nó ra sao. Chờ đến khi anh con rể đi làm về, cô con gái mới dọn cơm ra. Nhưng chàng rể vừa về đến nhà lại lúi húi dọn dẹp, chưa chịu lên nhà trên ăn cơm. Cho nên ông lại phải đợi. Đến khi thấy đã quá trưa, con gái ông mới lên tiếng gọi chồng: Mình ơi, Mình ơi, hãy để đó và ăn cơm đi. Ôi, vào lẹ lên, cho ông già còn ăn với. Ông ngồi chờ kia. Nghe con nói thế, ông thấy lòng không được vui. Bữa cơm chiều và liên tiếp mấy ngày sau cũng như vậy. Ông thấy rõ ràng rằng cô con gái chăm sóc cho chồng nó, chứ chẳng phải cho ông.
ông rất buồn, bụng bảo dạ. Thì ra bây giờ nó coi cha nó chẳng ra thể thống gì. Nếu chồng nó không ăn thì có lẽ mình cũng phải nhịn đói thôi. Còn với cái nghĩ mà buồn. Ở chơi được ít ngày, thấy con gái không được vồn vã đầm thắm như xưa, ông bèn bỏ dự định cũ là ở chơi trong một tháng, mà vội vã từ giã chàng rể và cô con gái để đi đến nhà người con gái thứ hai, cách đấy non một ngày đường. Trong cuộc hành trình lần này, ông lẩm bẩm: chắc những đứa sau phải khác, chẳng lẽ đứa nào cũng như vậy cả sao? Vợ chồng ta còn trông cậy chúng nó, rồi đây sẽ chia nhau về phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già cơ mà. Nhưng khi đến, ông lại đâm ra thất vọng. Nhà chàng rể thứ hai tuy không giàu bằng chàng rể thứ nhất, nhưng cũng có của ăn, của để. Vợ nó thấy bố đến thăm, cũng tiếp đái, gọi là cho tròn bổn phận thôi, rồi lại loay hoay vào công việc nhà chồng, chẳng chịu bất chút thì giờ hàn huyên cho bỏ những lúc bố con xa nhau. Thế rồi ông lần lượt đi thăm đủ cả 5 cô con gái. Ông thấy đứa nào cũng loay hoay bận rộn cả ngày với công việc, chẳng có đứa nào chịu quan tâm chăm sóc cho ông như lúc còn ở nhà. Sau cùng, ông chép miệng: vậy là con gái một khi bước về nhà chồng thì chẳng còn là con của mình nữa. Đứa nào cũng xem chồng trọng hơn cả bố mẹ. Còn với cái nghĩ đến đó thì ông quầy quả ra về. Ông tính lại thời gian thăm con, cả đi lẫn về không đầy 2 tháng. So với chuyến đi của bà thì chuyến đi của ông còn ngắn hơn nữa. Nỗi buồn phiền làm cho lòng ông bứt rứt, khó chịu mất mấy tuần liền. Khi đã lắng bớt, ông gọi bà lại bàn rằng: bà ơi, bà coi, đẻ ra cả 7 con mà chẳng cậy được đứa nào, có cũng như không. Hy vọng cậy nhờ vào chúng nó lúc tuổi già không được nữa rồi. Bây giờ bà nó ở nhà, để tôi đi kiếm một đứa con nuôi, đặng mai sau nó săn sóc chúng mình lúc mắt lòa chân chậm. Bà nó nghĩ sao? Bà nghĩ sao bà? Thôi ông à, ông đừng có đi mà mất công nhọc xác. Ôi dào ơi, con đứt ruột đẻ ra
mà chúng nó còn không đoái hoài gì đến mình, thì con nuôi cậy dựa được gì cơ chứ? Khổ quá ông ơi. Hay là để tôi kiếm cho ông một người vợ lẽ, tôi cưới vợ cho ông. Không biết chừng nó đẻ cho chúng ta một đứa con trai, có đứa con nối dõi tông đường, chẳng phải tốt hơn sao ông? Ông nha, cưới vợ lẽ cho ông nha, kiếm đứa con trai đích tôn nha. Bà ơi, trên đời này có kẻ tốt người xấu chứ, không phải ai cũng như ai đâu bà. Nếu tôi tìm được dăm bữa nửa tháng mà không xong thì trở về tính lại. Tính lúc đó cũng chưa muộn mà bà. Để tôi đi bà ơi. Ôi dào ơi, nếu ông đã nói vậy thì thôi được rồi. Ông cứ đi đi, cố tìm một đứa con để sau này nó phụng dưỡng. Còn mọi việc ở nhà thì cứ mặc tôi lo liệu. Ông cứ đi đi, ông lo gì hết. Sáng hôm sau, ông Phú Hộ xách tay nải lên đường. Nhưng ông mặc một bộ đồ rách, đóng giả một ông già nghèo khó. Ông đi từ làng này đến làng khác. Đi đến đâu ông cũng cất tiếng rao: có ai mua cha không? Ai mua cha thì ra mà mua. Mua ta về làm cha, chỉ mất đúng 5 quan tiền thôi. Có ai mua cha không? Ai mua cha thì ra mà mua. Mọi người nghe ông già rao như vậy, ai cũng bật cười, vì tưởng ông này điên, mát rồi. Có người còn vui miệng nói: ôi giời ơi, ông lão ấy mua về để mà hầu ứ. Rồi sau này lão chết thì phải lo bộn tiền làm đám ma. Ngu gì, thà nuôi một con sen hay một thằng đầy tớ còn có lý hơn à. Tuy nghe được rất nhiều lời mỉa mai cười cợt, nhưng ông Phú Hộ vẫn không nản chí, vẫn tiếp tục đi hết xóm này tới ấp kia, miệng vẫn rao không ngớt: có ai mua cha không? Ai mua cha thì ra mà mua. Mua ta về làm cha, chỉ mất đúng 5 quan tiền. Có ai mua cha không? Ai mua cha thì ra mà mua. Có ai không? Bây giờ, ở một làng nọ có 2 vợ chồng nông phu nghèo. Nghe có người đi bán mình làm cha, chồng bền bàn với vợ: em à, 2 đứa mình mồ côi từ tấm bé, chưa bao giờ được hưởng tình phụ tử, lại chưa có một con nào. Cuộc sống thật là buồn tẻ. Thôi, thì ta mua ông về, khuê sớm thủ thỉ, cho vui cửa vui nhà, có cha có con, em nha. Nghe chồng nói cũng hợp tình hợp lý, cô vợ liền bằng lòng. Anh nông phu thấy vợ đồng tình, vội chạy ra đón ngay ông già vào và nói: thế ông định giá bao nhiêu tiền? 5 quan không bớt. Thú thật với ông, nhà tôi rất muốn mua, nhưng vì nghèo, tiền không sẵn có. Vậy ông ngồi chơi, để tôi bảo nhà tôi đi hỏi vay hàng xóm thử xem sao ông nhé. Ông cứ ngồi đây chờ. Ông Phú Hộ ngồi chờ một hồi lâu, thấy chị vợ chạy đi một lúc mới quay trở về, nhưng số tiền vay được chỉ có 2 quan. Anh kia bèn nói:
hay là hai ngày nữa mời ông quay trở lại, chúng tôi sẽ xoay cho đủ 5 quan tiền ông nhé. Hai ngày sau, ông phú hộ lại tới. Anh nông phu trao tiền cho ông, mời ông vào nhà. Tíu ta tíu tít, cha cha con, rất thân tình. Đoạn anh ta bảo vợ đi chợ lo cơm nước. Lúc này ông phú hộ mới để ý thấy cô vợ hôm nọ tóc dài tha thướt mượt mà, nhưng hôm nay cái mái tóc dài đó lại biến đi đâu mất. Bèn ngạc nhiên hỏi: tại sao đầu tóc của vợ con lại cắt cụt đi thế kia kìa, tại sao vậy? Anh nông phu tần ngần hồi lâu rồi đáp: chẳng giấu gì cha, nhà con nghèo, không đủ tiền mua cha. Mà con định bụng, nếu không mua thì chắc chẳng còn có dịp nào nữa. Vì vậy, vợ con phải cắt tóc mang đi bán mới đủ 5 quan tiền đó. Nghe nói vậy, ông phú hộ lặng thinh. Từ ngày có người cha nuôi, hai vợ chồng nông phu tỏ ra rất vui vẻ, niềm nở và chịu khó chăm sóc hầu hạ không biết mệt. Phần ông phú hộ vẫn không cho vợ chồng anh nông dân biết quê quán gốc tích thật của mình. Hàng ngày ông vẫn ăn no ngủ kỹ. Đã vậy, lúc thì ông kêu váng đầu, lúc lại than là mỏi lưng, bắt hai vợ chồng thay nhau xoa bóp hoặc tìm thầy chạy thuốc cho ông. Mặc dù vậy, hai vợ chồng vẫn cần mẫn cơm bưng nước rót, săn sóc, không hề bê trễ hay thở than, trách móc. Cứ như vậy, được vài tháng, hoàn cảnh nhà họ đã nghèo, nay lại càng nghèo thêm. Họ phải cố gắng nhận đủ mọi việc để kiếm thêm tiền nuôi cha. Có những bữa, hai vợ chồng phải nhịn đói để nhường cơm cho ông già. Tình hình như vậy kéo dài được nửa năm. Cả gạo và tiền trong nhà đã cạn kiệt, mà nợ nần thì càng ngày càng chồng chất. Một hôm, sáng sớm, hai vợ chồng tỉnh dậy, đã thấy người cha nuôi khăn gói chỉnh tề và gọi họ lại bảo: các con ơi, hãy đốt cái nhà này đi rồi đi theo ta, không ở đây lâu được nữa, đi theo ta đi. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, tưởng ông già đã lẫn lộn, cho nên nói năng không kiểm soát được. Chưa kịp nói gì thì ông lại giục: phận làm con phải nhất mực vâng theo cha mẹ, chớ có sai lời. Cha đã bảo các con theo cha đi kiếm ăn, còn cái nhà ọp ẹp này chẳng đáng là bao nhiêu, đốt quách đi, đừng tiếc nữa. Thấy bố nói vậy, vợ chồng anh nông phu không dám cãi, đành nhặt nhạnh một vài món đồ, buộc thành một gói rồi châm lửa đốt nhà. Đi theo ông già, hai vợ chồng thấy ông lần hồi xin ăn, tối lại vào nhà người ta xin ngủ nhờ. Mặc dù thấy rất vô lý, nhưng họ vẫn nhất mực vâng lời, không chút phân vân. Ba người lần hồi đi ăn xin như thế được 5 ngày. Sau cùng, đến một ngôi nhà ngói, tường gạch, khang trang, ông mới vui vẻ bảo họ: Các con đã đến nhà ta rồi, đã đến nhà ta rồi. Bà phú hộ nghe giọng ông liền bước ra cổng đón. Ông tươi cười bảo bà: đây mới thật là con của chúng ta. Bây giờ, vợ chồng anh nông phu mới biết cha mẹ nuôi mình là phú hộ giàu có. Rồi ông phú hộ bảo anh nông phu lấy theo họ mình. Từ đó, hai vợ chồng bước vào một cuộc sống mới, giàu sang sung túc. Ít lâu sau,
ông Phú Hộ lâm bệnh nặng, biết mình sắp lìa bỏ thế gian mà về thế giới bên kia. Ông bèn làm tờ di chúc để phần lớn tài sản cho đứa con nuôi. Đoạn ông gọi vợ đến chối rằng: "Bà ơi, bà nghe cho kỹ, sau khi tôi chết, bà đừng cho mấy đứa con gái biết. Nếu chúng nó nghe ai mách mà về đây, không chừng tôi chết mà không nhắm mắt được. Việc để tang thì đứa con trai cứ theo cổ tục, cắt tóc, đội mũ, quấn rơm trên đầu để chứng tỏ đã chịu cực, chịu khổ với cha mẹ khi còn sống. Nhưng đứa con dâu thì bà bảo nó khỏi phải cắt tóc theo tục lệ, vì tôi chưa bao giờ quên việc nó đã phải đi bán mớ tóc dài để mua cha. Vậy nó chỉ cần quấn dải khăn tang trên đầu là được rồi." Sau khi ông Phú Hộ tắt hơi, khâm liệm cho ông xong, bà Phú Hộ vì nặng lòng thương con nên cũng lén cử người đi báo cho 5 cô con gái biết tin cha đã mất. Các cô gái hay tin cha mất vội chạy ngay về nhà và khóc nức nở: "Cha ơi là cha, cha đỡ bỏ con đi, cha ơi là cha, con về đây không còn gặp được cha nữa. Cha ơi là cha, sao cha nỡ bỏ chúng con mà đi." Phần bà ra đón các con ở cổng và thuật lại lời trăn trối của ông, và bảo chúng đừng vào nhà kẻo có sự chẳng lành. Cả 5 cô con gái nước mắt lưng tròng, tỏ lòng hối hận vì những việc đã qua, nên cố nài nỉ để được vào nhìn mặt cha lần cuối. "Cho con được vào nhìn mặt cha để nói lời xin lỗi. Chúng con đã bất hiếu. Khi cha đến thăm, chúng con đã không đón tiếp, đã coi thường. Chúng con đã tham công tiếc việc, lo chồng lo con mà bỏ rơi cha. Cha ơi, cho con được nhìn mặt cha lần cuối để nói lời xin lỗi. Chúng con là những đứa bất hiếu. Bây giờ muốn đền đáp công ơn cha không còn dịp nữa. Cha ơi là cha, cha ơi, sao cha bỏ con đi? Những đứa con bất hiếu này, chúng con cúi đầu tạ lỗi với cha, xin cha tha thứ cho chúng con. Bà khuyên con mãi không xong, cuối cùng đành phải xé tang cho các cô con gái. Nhưng ngoài chiếc khăn tang giống cô con dâu, bà còn thêm cho mỗi cô một vuông vải xô để trùm lên đầu, che mặt lại, với mong muốn linh hồn ông không nhìn thấy mặt các cô con gái mà buồn lòng nơi chín suối. Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc soi cả trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con truyền hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết
lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên trên nông trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sợ. Nào những khi con buồn, người đến bên vỗ về, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc khi cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì con bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên đường, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nhân gian loan truyền và bắt chước cách để tang của gia đình này. Con trai thì cắt tóc là một vành rơm mũn mấn, thắt lưng dây chuối như cổ tục. Con dâu thì được miễn cắt tóc, chỉ đội khăn tang, lại miễn cả che mặt. Riêng con gái thì phải dùng vuông vải xô để trùm đầu, che mặt lại như ta vẫn thấy. Và sau này người ta còn dùng vải xô để may cả quần áo cho đủ bộ tang phục. Đó là sự tích vành khăn xô. Thưa anh chị em và các bạn, sự tích vành khăn xô nhắc nhớ chúng ta về đạo hiếu. Mười điều răn Đức Chúa Trời dạy các bạn còn nhớ không ạ? Mấy bé còn nhớ không? Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai, trước kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Thảo kính cha mẹ không phải chỉ khi lúc cha mẹ qua đời, làm đám tang cho thật to, rồi kèn trống vòng hoa, liễn trước, liễn trướng, inh ỏi, rồi thuê cả người khóc mướn nữa. Có khi không biết khóc làm sao, thuê người khóc mướn đến để cho họ khóc. Và cỗ bàn linh đình có khi cả 2-3 ngày, khi cả tuần lễ. Không phải như thế là thảo kính cha mẹ, không phải như thế là hiếu đễ, mà có khi làm chỉ để lấy tiếng thôi. Hãnh diện vì làm đám tang cho to, mà có khi làm đám tang cho to rồi ăn uống nhậu nhẹt, rồi cãi nhau, rồi đánh nhau, rồi đổ máu. Có khi người chết rồi chết lần thứ hai, gọi là người chết hai lần. Bố mẹ phải chết lần thứ hai vì thấy con của mình nó danh nhau tài sản, chia chắc không đều, làm di chúc không rõ ràng, rồi bố mẹ còn nằm đó mà đã đánh nhau. Đánh nhau giành nhau xong rồi chẳng ai muốn đưa bố mẹ đi, cứ cho nằm đó, ai mà lo tài sản di chúc. Cho nên ông bố ông ấy chết rồi mà người ta kể chuyện, ông còn buồn quá, ông trỗi dậy, ông ấy bảo không đứa nào đưa tao ra nghĩa địa thì tự tao vác quan tài tao ra nghĩa trang tao nằm. Vậy là ông trỗi dậy vác quan tài ra nghĩa trang, ông nằm, tự ông chôn ông. Nghe cũng buồn chứ, cười ra nước mắt. Ngày hôm nay người ta nói rằng là cha mẹ nuôi được 10 đứa con mà 10 đứa con không nuôi được cha mẹ. Cho nên thưa anh chị em, đạo Công giáo đặt rất nặng chuyện chữ hiếu, chứ không phải như người ta hiểu lầm là đạo Công giáo khi mình theo đạo thì mình không có thờ kính cha mẹ nữa.
bây giờ vẫn cho để bàn thờ tổ tiên, bàn thờ kính, có hoa rồi đốt hương, thắp nhang, nến. Tuy nhiên là bàn thờ Thiên Chúa thì phải trên là cao, là trung tâm rồi. Nhưng mà mến Chúa và yêu người, cụ thể chuyện yêu người đó là bằng thảo hiếu với cha mẹ khi còn sống cũng như khi qua đời. Và nguyên tháng 11 mình dành để nhớ đến cha mẹ. Anh chị em đừng quên là chúng ta được lãnh ơn toàn xá để chỉ cho các linh hồn, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta. Một tháng 11 mình được lãnh tất cả 8 ơn toàn xá, mỗi ngày một ơn khi đi viếng nghĩa trang hoặc là nhà hài cốt. Và một lần nữa khi viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Đệ Cha, một kinh Tin Kính. Để lãnh ơn toàn xá là để tha tất cả những hình phạt đáng chịu vì tội. Còn tiểu xá là tha một phần hình phạt đáng chịu vì tội. Và trong tháng 11 anh chị em mình được mời gọi là dâng những hy sinh, những việc bác ái. Những việc bác ái chúng ta làm, cầu nguyện cho những người đã qua đời. Vì những người khi còn sống họ đã quên không làm việc bác ái cho đủ. Hoặc là vì thiếu sót lỗi lầm trong việc bổn phận mà không biết quan tâm, không có biết làm việc bác ái cho đủ, còn ham hố của cải vật chất, chưa biết chia sẻ, chưa có lòng thương xót. Bây giờ thì không còn cơ hội nữa, thì chúng ta những người sống trên trần gian này làm việc bác ái để chỉ cho những linh hồn ấy, cho họ thoát được hình phạt mà mau về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Và câu chuyện sự tích vành khăn xô cho thấy một thực tế ngày hôm nay. Ở Việt Nam thì tương đối còn ít, nhưng mà đa số là ở nước ngoài, như nước tiên tiến, Mỹ, Âu Châu chẳng hạn. Những người già thì họ đưa vào gọi là nursing home, nhà hưu dưỡng, để chính phủ nuôi. Họ cũng thuê người chăm sóc cẩn thận, nhưng mà nó buồn vì con cái phải lo đi làm, chẳng có đứa nào ở nhà để mà chăm sóc bố mẹ già được. Cho nên gửi hết vào nhà hưu dưỡng. Và những người vào nhà hưu dưỡng thì rất là buồn. Có khi mới đầu thì nó còn đến thăm tuần một lần, có khi tháng một lần, sau đó một năm một lần. Và có khi là chờ chết thì nó đến thăm luôn cho nó tiện. Thưa anh chị em, thực tế là như vậy đấy. Thực tế là như vậy đấy. Ít có cảnh mà cha mẹ còn được ở với con, ông bà còn được ở với cháu, như là mái ấm gia đình Việt Nam sum lại ở chung với nhau. Cho nên những gia đình nào mà cha mẹ, con cái còn ở chung với nhau, sống chung với nhau được, ông bà còn, cháu chắt còn sống chung với nhau được ở bên Mỹ hoặc là ở nước ngoài, đó là đại gia đình có phúc lớn. Phúc lớn và phải có ơn Chúa lắm mới có thể sống được như vậy. Còn người ta theo văn hóa nước ngoài là cứ tới tuổi về hưu là tự mình đi tìm nhà hưu dưỡng đó rồi mà ở đó, rồi chết già. Và thứ hai nữa là nhiều người lớn tuổi chỉ mong về Việt Nam, sống và chết ở Việt Nam. Vì nói ở bên nước ngoài nó buồn lắm. Có nhiều cha mẹ háo hức sang thăm con, con cũng mong chờ từng ngày từng tháng để bảo lãnh cha mẹ qua. Nhưng mà sau đó thì thôi cho tao về Việt Nam. Sao vậy? Thì giống y hai ông bà đến thăm con, nó bận đi làm, đưa làm neo, đưa làm hãng, đưa làm cái này đứa kia, đi từ sáng đến tối mịt mới về, để ông bà già ở nhà cứ đi ra đi vô như vậy, nồi cơm nấu sẵn thì đói vô đó mà lấy mà ăn. May là Chủ nhật thì nó chở đi chợ cho ngó một tí, hay là đi lễ một tí. Cả tuần là không được đi lễ, may là Chủ nhật được đi lễ một lần. Xong nó buồn. Đứa bé thì nó đi học, người lớn thì đi làm, còn ông bà già cứ nằm nhà đi ra đi vô vậy. Nếu mà có ở thì cũng lại ở riêng. Nhiều người 80, 70, 80, có khi gần 90 rồi mà vẫn ở riêng một mình như vậy. Nếu hai vợ chồng còn với nhau thì quá tốt, còn không thì có ông chăm sóc bà liệt hoặc bà chăm sóc ông liệt, hoặc là chỉ còn một thân một mình. Thực tế nó là như thế, thưa anh chị em. Cho nên xin Chúa cho mỗi người có được lòng thương xót. Mình có khi mình làm việc bác ái với người ngoài mà lại quên hiếu thảo với cha mẹ mình. Làm người ngoài nó dễ hơn, còn làm với cha với mẹ quen quá rồi. Cho nên là mình coi như quen quá hóa nhà hay sao đó. Hay là
biết nhau quá rồi cho nên là hết sự tôn trọng chăng? Cha nói, người ta nói rằng là khi nào mà nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Hơn nữa là mình thực hành lòng thương xót, con cái của lòng Chúa thương xót thì xót thương chính những người thân của mình trước, ông bà, cha mẹ, anh em, chị em, từ những người thân cận nhất, rồi lòng thương xót ấy lan tỏa ra những người khác. Làm sao mà để cho trong gia đình mình mọi người cảm thấy đó là tổ ấm, đó là mái ấm, chứ không phải là một cái nhà để che mưa che nắng, góp gạo ăn cơm chung. Không phải một tổ hợp, một hợp tác xã như là một tổ ấm. Và từ câu chuyện Sự Tích Vành Khăn Xô, ta thấy hình ảnh hai ông bà đi lủi thủi không ai tiếp đón, như là Chúa Giêsu đến trần gian này đến không ai tiếp đón. Người ta xua đuổi, người ta thờ ơ, người ta lạnh lùng, và ghê hớm hơn nữa là người ta bắt giết chết trên thập giá. Con người ta quên mất, như đứa con quên mất công ơn sinh thành dưỡng dục. Người ta quên mất mình đã được Thiên Chúa tạo dựng nên, được Thiên Chúa yêu thương, được Chúa cứu chuộc, đổ máu và nước ra để mà lấy chính cả mạng sống của mình ra để mà chuộc lại. Nhưng mà con người ta không nhận ơn của Chúa, giống như những đứa con phủ nhận công ơn cha mẹ của mình, không tiếp đón, phải bận làm ăn với chuyện chồng con, mình cũng bận tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, mình đón tiếp hết vào nhà mình, vào nhà của tâm hồn mình, rước hết, không có thời giờ để tiếp Chúa vào nhà. Thôi, Chúa đến rước lễ, con rước Chúa một tí rồi thôi, xong rồi thôi. Chủ nhật con đến đi lễ với Chúa một tí vậy được rồi. Chúa ở đây làm phiền lắm, bố mẹ ở đây làm phiền chúng con lắm. Chúa ở đây chúng làm phiền lắm, chúng con phải hy sinh, phải hãm mình, phải thương xót, tha thứ. Trời ơi, sống trong sạch, sống công chính. Trời ơi, mệt lắm thôi. Chúa đi chỗ khác chơi dùng con cái, để con tự do, con sống sao con sống. Đấy thưa anh chị em. Và hình ảnh mà Chúa dấn thân đến với con người, giống như là người cha đi rao, ai mua cha đây, tôi bán cha đây. Chúa cũng năn nỉ chúng ta đến đón nhận Ngài, đón nhận lòng thương xót của Ngài. Mà những người giàu có, năm cô con gái giàu có chẳng ai tiếp đón, cặp nông phu nghèo lại đón tiếp, đón tiếp Chúa. Những người nghèo đón tiếp Chúa y như là mục đồng đến thờ lạy Chúa. Chứ còn vua Chúa quan quyền có đến thờ lạy Chúa đâu. Rồi những người nghèo đi theo nghe Chúa ấy. Chứ còn mấy ông luật sĩ biệt phái, mấy ông có chức có quyền, có ai thèm theo Chúa, còn thèm nghe Chúa đâu. Cặp vợ chồng nghèo khó ấy tiếp đón ông cụ và nhận ông làm cha của mình, và hy sinh cả mái tóc của mình để chuộc lấy cha, để mua cha về, và nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn hết tất cả, ăn hành khất với cha, đi theo Chúa. Là như thế thưa anh chị em. Chúng mất hết tất cả vì có Chúa, còn hơn là có tất cả mà không có Chúa. Giống như cặp vợ chồng tiều phu, mất hết tất cả miễn là có người cha. Và khi dám mất hết tất cả vì người cha, thì người cha ấy bù lại hơn biết bao nhiêu lần cặp vợ chồng từ phu ấy đã bỏ ra, đã mất đi, sống đầy đủ, sung túc, giàu sương, giàu có, hạnh phúc. Nếu mình dám rước Chúa vào, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, xác tín một điều, có Chúa là có tất cả. Mất tất cả vì Chúa cũng dám sẵn sàng, cả mạng sống này cũng sẵn sàng, không tiếc gì. Vì Chúa đã không tiếc gì với mình còn tiếc gì với Chúa. Và mình chẳng mất gì cả, Chúa bù lại gấp trăm, gấp ngàn, vì được chính Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Kết thúc, chúng ta cùng hát bài hát cầu cho cha mẹ, nhắc nhớ nhau Sự Tích Vành Khăn Xô. Ước mong đừng có những đứa con như năm cô con gái đó, mà như cặp vợ chồng tiều phu.
luôn luôn đón tiếp, phụng dưỡng cha mẹ, ông bà, những người lớn tuổi trong gia đình của mình. Xin Chúa ý a chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tâm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ, vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Hẹn gặp lại các bạn và các em thứ năm tuần sau, ngày 18 tháng 11, chuyện xưa tích cũ trong chuyên mục Sống Đúng Sống Đẹp. Thứ năm tuần sau, 18 tháng 11, chuyện gì? Mời đón nghe. Trong bao xót xa, lòng đầy buồn phiền và âu lo. Mẹ ơi, bao ngày qua là con sống trong ao tù, tội lỗi vô vàn, xin mẹ thương, thương con. Trên đường trần đầy trông gai quá cơn mơ nhiều gian dối. Mẹ là sao dẫn đường đưa con đến quê trời, nơi hiền hòa đầy an vui, trong yêu thương đầy tin yêu.